Và bây giờ là hướng dẫn sử dụng cân đếm GCL anh chị ha. Đặt trong hoàn cảnh là chúng ta có nhiều phụ kiện đếm, ví dụ chúng ta cần đếm ốc vít, chúng ta cần đếm phụ kiện nhựa, thì cái cân GCL này nó có đếm chính xác hay không, và khi mà chúng ta chuyển từ đếm từ sản phẩm này qua sản phẩm khác thì cái thao tác nó như thế nào, thì chúng ta cùng tham khảo video lúc này anh chị nha. Đầu tiên chúng ta đặt cân lên mặt bàn ổn định, sau đó chúng ta khởi động cân lên. Trong thời gian khởi động cân này chúng ta để ý im cho cái cân nó trở về zero, mình không nên chạm tới đĩa cân anh chị ha. Rồi, ba màn hình đã trở về zero rồi. Sau đó là chúng ta có thể đặt lên một cái đĩa cân khác, của đĩa cân phụ. Đĩa cân này có mí cong thì nó sẽ giúp giữ hàng hóa nó dễ dàng hơn. Và sau đó chúng ta sẽ bấm tare để trừ bì cái đĩa cân. Rồi. Giai đoạn quan trọng kế tiếp là chúng ta sẽ lấy mẫu. Ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ đếm 2 4 6 8 10, 10 con ốc. Ha, giai đoạn này gọi là giai đoạn lấy mẫu anh chị nha. Rồi chúng ta bỏ lên đĩa cân. Rồi sau đó chúng ta bấm 10. Rồi bấm phím sample. Thì lúc này nó sẽ hiểu ở đây là 10 sản phẩm trên đĩa cân. Tổng trọng lượng của 10 con ốc là 31g và đây là trọng lượng mẫu của một con ốc. Ha. Lúc đó chúng ta sẽ kiểm chứng, chúng ta sẽ bỏ thêm một con nữa. Lập tức ở đây nó sẽ nhảy lên 11. Hay là chúng ta một con nữa, lập tức nó nhảy 12. Như vậy chúng ta kiểm chứng như vậy đó, là cân nó nhảy số lên đều, thì chúng ta biết chắc rằng ở đây nó rất là chính xác. Và cái cân lúc đó nó tỏ ra hữu ích trong quá trình đếm hàng của mình rồi. Mình lấy hai con thì lập tức nó hiện 10. Rồi bây giờ giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà chúng ta chuyển sang đếm một sản phẩm khác thì sao. Rồi đây đĩa cân trống, đặt lại thì ở đây nó là sẽ là 0g. Chúng ta sẽ xóa cái trọng lượng mẫu này đi, tại vì trọng lượng mẫu này là của ốc mà, đâu phải là của phụ kiện nhựa này đâu, đúng không? Thì chúng ta lập tức bấm M trừ và ba màn hình đã trở về zero hết. Lúc đó là chúng ta sẽ bỏ, ví dụ đây là phụ kiện nhựa này nó lớn cho nên chúng ta lấy hàng lấy mẫu chỉ có 5 thôi. Ví dụ vậy chúng ta sẽ bấm 5 và bấm sample. Thì lập tức ở đây nó hiện thành 5. Ở đây là 23g là tổng trọng lượng của 5 con hàng mẫu và 4,5g là trọng lượng của một con phụ kiện nhựa này, và chúng ta bỏ lên là lập tức nó nhảy là 6 nè anh chị ha. Rồi. Bỏ hai con nữa thì nó là 8. Việc sử dụng cân đếm điện tử GCL nó đơn giản vậy đó anh chị. Trong thời gian mà sử dụng cân đếm điện tử GCL, mà nếu anh chị cần thêm sự hỗ trợ kỹ thuật nào, ví dụ như là hướng dẫn sử dụng cân hoặc là sửa cân điện tử GCL, thì anh chị gọi ngay đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833 anh chị ha. Kênh điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị nhiều ạ.